Thưa quý vị, sau bức tranh cờ hội cá chép trong trăng, năm nay cánh đồng nghệ thuật Tam Cốc Ninh Bình tiếp tục được làm mới với hình ảnh cậu bé trăn trâu thổi sáo, lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Mục Đồng Thổi Sáo. Đây hứa hẹn sẽ là sản phẩm du lịch hấp dẫn chào đón người dân và du khách khi đến với tuần du lịch Ninh Bình sắc vàng Tam Cốc tới đây. Cánh đồng Tam Cốc nằm trong quần thể văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, có diện tích hơn 18 hectare, uốn lượn bên dòng sông Ngô Đồng. Riêng bức tranh Mục Đồng Thổi Sáo năm nay có diện tích gần 10.000 m2. Làm cái Mục Đồng Thổi Sáo, vì vậy cho nên là các kỹ thuật thì cũng khó hơn hàng năm. Này, vì vậy chúng tôi như thế là cũng được sự hướng dẫn của cấp trên, này, nhất là phòng nông nghiệp huyện, các cái hướng dẫn để làm sao như thế là đưa cái ruộng này, Mục Đồng Thổi Sáo này như thế là nó một phần tốt hơn. Giới thiệu về cánh đồng lúa, giới thiệu những có những chú mục đồng rất là đẹp, có được tạo được cái cảm giác rất là mới, và nếu mà được có dịp thì mình vẫn muốn về đây thêm lần nữa. Bức tranh Mục Đồng Thổi Sáo là một trong những điểm nhấn của tuần lễ du lịch Ninh Bình 2024 diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Bức tranh thể hiện ước nguyện của người dân về thiên thời, địa lợi, nhân hòa để luôn có những vụ mùa bội thu. Hình ảnh cậu bé khôi ngô tươi tắn ngồi trên lưng trâu, xung quanh đều là cỏ cây, đất trời rộng lớn, chính là thể hiện khát vọng được hòa hợp với thiên nhiên để có được sự thuận lợi cho vụ mùa phát triển hoa màu tốt tươi. Ủy ban xã cùng với doanh nghiệp, các họa sĩ thiết kế để triển khai cho bà con xã viên chăm sóc và cấy những cái đường nét để đảm bảo được cái hình ảnh của bức tranh nổi lên đẹp. Phấn đấu trong năm nay sẽ sản xuất cái bức tranh này đạt kỷ lục là bức tranh con trâu lớn nhất Việt Nam. Cánh đồng Tam Cốc từng được vinh danh là một trong 5 cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Bức tranh Mục Đồng Thổi Sáo sẽ góp phần quảng bá hình ảnh và thiên nhiên tươi đẹp của vùng đất cố đô đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời tiếp tục khẳng định những cam kết của Ninh Bình trong việc bảo tồn và trao quyền những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Tràng An cho thế hệ muôn đời sau.